Ông được ơn gì của Chúa? Thưa cha và cộng đoàn, con gọi đại cháu ở bên Mỹ á, và hiện nay là đang mổ tại bệnh viện y dược mà bị ung thư. Trong thời gian này con giới thiệu cho cháu đến cha gặp cha Long. Trong thời gian đau ôm bụng la suốt đêm ngày, thì con ở nhà đọc lòng thương xót Chúa. Và trong một thời gian thì là bệnh bệnh đến ngày tháng 3 năm 2018 mà trở về Mỹ. Và hiện nay nó đang gọi điện thoại về là có đã hết bệnh rồi. Thế là ông có đứa con, đứa cháu ở bên Mỹ, nó bị bệnh ung thư, phải không? Và đã đưa về đây và đặt tay cầu nguyện. Bây giờ cháu đã khỏi và quay trở về đất Mỹ rồi. Hôm nay ông đến đây để làm chứng cho cháu, đúng không ạ? Cháu tên gì? Dạ, Hồn Minh Dũng. Bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, 35 tuổi. Hồn Minh Dũng, 35 tuổi. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi. Ở thứ hai là trong gia đình con bị bệnh đau bụng từ ba người mà bị vi trùng hạt B. Trong thời gian con đi nội soi là bác sĩ nói là đang bị bệnh thì con là đến cho là xin cầu nguyện và nó đi đến nội soi để hết rồi. Vâng, ông ấy bị bệnh đau bao tử và bác sĩ khám thấy có vi trùng HP. Ông ấy đến đây cầu nguyện lòng thương cho Chúa và đi về, bác sĩ đã nội soi và đã kết luận là đã hết rồi. Hết chưa ạ? Vâng, tôi gửi tặng cho ông cái máy này để ông gửi sang bên Mỹ cho đứa cháu của ông nha. Và đây là cuốn tập san về mẹ đến với Chúa, ông gửi sang bên đó cho các cháu đọc. Rồi đây là cái đề can Chúa Giêsu và mẹ ban ơn, để xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ ông và gia đình nha. Rồi xin mời kế tiếp con.